chúng ta sẽ tiếp tục mặt này với những câu hỏi chuyên sâu hơn về vấn đề việc làm ạ. Vâng ạ, quay trở lại với chương trình đào tạo chất lượng cao thông tư 23 thì có một bạn, rất nhiều bạn học sinh quan tâm và có một câu hỏi cụ thể như sau ạ. Học các chương trình đào tạo chất lượng cao của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thì sau khi ra trường, cơ hội việc làm của em có cao hơn không? Và em có thể làm tốt những việc gì? Với câu hỏi này thì có lẽ là em xin được phép mời cô Hà Lê Kim Anh trả lời trước ạ. Em xin mời cô. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi này cũng thể hiện được là rất nhiều quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đang quan tâm đến các chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23 của trường. Thì điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là thực tế ra thì các chương trình đào tạo chất lượng cao của trường Đại học Ngoại ngữ thì không phải bây giờ mới xây dựng và bây giờ mới triển khai, mà chúng ta đã triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao này sớm nhất là từ năm 2001. Vâng, 18 năm có nghĩa là gần 20 năm rồi. Và những chương trình chất lượng cao đó thì nó có rất nhiều những cái tính ưu việt về phương pháp giảng dạy, về đội ngũ giáo viên, về những cái hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, vân vân. Và sản phẩm của các chương trình đào tạo chất lượng cao đó thì có thể nói là vô cùng là ưu việt, là những người có năng lực vượt trội. Ví dụ như ngồi tại đây thì có thầy siêu soái, thầy Vũ Hải Hà, đúng không ạ? Là sinh viên chất lượng cao K35 khoa sư phạm tiếng Anh và bây giờ đang là trưởng khoa sư phạm tiếng Anh. Hay là cô Nguyễn Thúy Lan, cũng là bạn học cùng lớp của thầy Hà, cũng là chất lượng cao K35 thì hiện nay đang là phó trưởng phòng đào tạo của trường. Hay là có một bạn sinh viên mà tôi trực tiếp dạy của khoa Thầy Tiến, K40, chất lượng cao khoa Trung. Bạn Nguyễn Duy Sơn thì hiện nay bạn đang là cán bộ của Bộ Ngoại giao và đang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Và bạn Sơn thì không những là giỏi tiếng Trung mà còn rất giỏi tiếng Anh. Vì cái chương trình chất lượng cao của khoa Trung này đó là ngoại ngữ 2 các bạn bắt buộc học tiếng Anh và tiếng Anh các bạn đạt trình độ B2. Thế nên bạn Nguyễn Duy Sơn này là một cán bộ ngoại giao và phiên dịch rất là giỏi, thường được phiên dịch trong những cái cuộc làm việc giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc. Hay là khoa Pháp của thầy Vân, có một bạn Nguyễn Thị Mai là sinh viên chất lượng cao K36, hiện nay đang là giám đốc điều hành của công ty du lịch mạo hiểm xuyên Á. Đấy thì điểm qua một vài gương mặt, tất nhiên còn có rất nhiều những cái gương mặt khác nữa, thì các em thấy là sản phẩm của các cái chương trình đào tạo chất lượng cao của trường Đại học Ngoại ngữ là những người có những cái năng lực vượt trội và có khả năng thích ứng như thầy Minh vừa nói. Thì những chương trình đào tạo chất lượng cao đấy đã được tổ chức đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ gần 20 năm nay rồi. Thế nhưng theo cái xu thế tự chủ đại học bây giờ thì những chương trình đó trước đây được triển khai là được cái nhận được cái sự đầu tư của nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng theo cái xu thế tự chủ đại học bây giờ thì sẽ không còn cái sự đầu tư đấy nữa. Thế thì làm thế nào để trường gọi là tiếp tục phát huy những cái tính ưu việt của các chương trình chất lượng cao này? Thì nếu chúng ta chỉ trông chờ vào cái nguồn học phí, nếu chúng ta chỉ thu là theo đúng cái định mức của nhà nước thôi thì chúng ta sẽ không thể triển khai các cái hoạt động cho sinh viên được. Thế chính vì thế nên là nhà trường đã bắt tay vào xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23. Năm ngoái là có chương trình Nhật Hàn Trung, năm nay là có thêm chương trình Anh Pháp Đức. Và như vừa rồi thầy Tiến, cô My, cô Hường có chia sẻ, hay các thầy cô, các khoa khác có chia sẻ, tức là tại sao năm nay nhà trường lại tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung lại chỉ tuyển chương trình chất lượng cao mà thôi. Bởi vì chúng tôi mong muốn là tất cả các bạn sinh viên khi vào trường ba cái ngành này thì các bạn đều được thụ hưởng những cái tính ưu việt của các chương trình chất lượng cao. Thì cô nghĩ là vừa những cái chia sẻ vừa rồi của cô thì chắc chắn đã trả lời được cái câu hỏi của bạn sinh viên, của bạn học sinh này. Đó là cái cơ hội việc làm khi các em tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23 của trường Đại học Ngoại ngữ thì có cao hơn hay không, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Anh ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục mặt này với những câu hỏi chuyên sâu hơn về vấn đề việc làm ạ. Sao em xin được mời cô Hường có thể giới thiệu qua một chút về những cơ hội việc làm đối với ngành ngôn ngữ Hàn ạ. Thực ra thì như là các em cũng biết là bây giờ mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tốt đẹp hơn lúc nào hết. Và khoa Hàn Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng có những cái mối quan hệ rất là khăng khít với rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước. Và các bạn sinh viên ở khoa Hàn thì thực ra là đang có rất nhiều cơ hội việc làm tốt, và các bạn chọn việc làm chứ không phải phải đi tìm việc làm. Tức là hàng tuần thì chúng tôi có tiếp nhận rất nhiều thông tin tuyển dụng của tất cả các công ty Hàn Quốc, và các tập đoàn lớn thì đều rất là ưu tiên tuyển chọn khoa Hàn Quốc. Vì vậy thì các bạn thực sự là yên tâm. Và với một con số thì tôi đảm bảo là 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm và lương rất là cao. Và cái mức lương trung bình theo thống kê gần đây của khoa Hàn ở các doanh nghiệp như là các tổ chức chính phủ của Hàn Quốc là khoảng dao động khoảng 700 đến 800 đô.
Và tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn mà lại trang bị những cái kiến thức ưu việt của cái ngành chất lượng cao, khi mà các bạn được sở hữu hai ngoại ngữ cả tiếng Anh và tiếng Hàn tốt, thì cái mức lương các bạn có cũng có thể hưởng cao hơn như vậy và rất nhiều cơ hội khác. Dạ vâng, cảm ơn cô Hương. Vậy là với uy tín của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với lượng vô cùng lớn những doanh nghiệp, những đối tác nước ngoài, thì không có việc gì mà phải lo về cơ hội việc làm khi mà vào Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đúng không ạ?